ไป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 
ไปเลย
xin cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Có lẽ là buổi tối hôm nay có rất nhiều những người em của Trần Thanh Quang cũng tới đây, là những ca sĩ, là những người bạn đồng nghiệp của Duy Liên sẽ hát gửi tặng toàn thể các anh chị em trong buổi tối ngày hôm nay. Và vậy là nhiều người các bạn ạ, em không có hát đâu. Chơi đi đâu nhỉ? Không cần đâu, không cần đâu. Thôi anh hát tặng gia đình điều bài hát đây nhé. Đi ra tôi độ anh nhưng bạn không hiểu guitar mà theo cái tiếng miền Bắc của tôi cũng được. Và bấm nút ra thêm bài anh em tìm kiếm. Ca xem chưa mừng ơi. Được một ca chưa? Hai ca. Chuyên môn. Đúng là những bài kia nhá. Tối ngày đi về. Xong rồi chị đang đưa cả đi qua. Chờ là đấy, chờ là đấy. Ok. Cảm ơn mọi người nghe. Đã chuẩn bị rất là kỹ. Rất là vui nghe. Ok. Ok, ok, ok. Anh em ơi. Hãy sống tình nghĩa chứ đừng sống hai lòng. Ok. Và những năm gần đây thì nhiều người cũng không hiểu mình, lúc mình người ta sẵn sàng ngó để không. Nhưng mà thực chất thì em thì chỉ đơn giản là một người cá tính mạnh thôi, chứ cũng không làm mà bất cứ cái việc gì mà liên quan tới bên như anh em ở ngoài này số cái nhưng mà bên của mình sống cũng gần gũi với anh em, anh em quý mến, có nhiều người không biết mình thì những người cái kiểu như thế, nhưng mà gần gũi là người thích quý các bạn. Cái bài hát này xin gửi tặng cho tất cả những người anh em sống tình nghĩa trong buổi tối hôm nay của anh em thông thương của anh ra. Cảm ơn không? Anh em tuyệt vời nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cảm ơn Tuấn Sơn, cảm ơn bạn Quỳnh Linh, cảm ơn tất cả các anh em doanh nghiệp đang có mặt tại buổi tối ngày hôm nay. Một tràng pháo tay và một ly rượu hay một ly bia. Ok chưa? Anh chị em bạn bè ơi, giờ phút này chỉ có anh em bạn bè với nhau ngồi đây uống ly rượu để cháy nhau. Ok. Ok rồi đấy anh em ạ. Ok chưa? Ok chưa? Anh em bạn bè ơi, ai có bia thì dùng bia, ai có rượu thì dùng rượu, và ai có nước lọc thì dùng nước lọc. Không quanh quanh ạ. Để anh em mình thôi rồi, tập thời thôi. Đội hình của trai sinh ghế này thôi ạ. Đội hình của Vivo thôi ạ. Đội hình của trai sinh ghế này thôi ạ. Hải món thôi ạ. Hải món đâu rồi? Hải món. Thằng Hải món đâu rồi? Cổ động phong trào của trai sinh ghế này. Bên trong kia đó ở đây. Và anh em bạn bè, anh em mình khu vực bên trái thôi ạ. Anh em ơi, anh Hưng nào đó, anh Hưng nào đó, anh Hưng ơi, các chị ơi, anh em mình ơi, anh em ơi, Du Thiên ơi, vâng vâng, quay lại không? Và Minh Viên ơi, và tất cả những người ơi, anh rất là cảm ơn tất cả mọi người. Em rất cảm ơn tất cả mọi người đã dành tất cả tất cả anh em nhá, chúc em tất cả anh em buổi vui vẻ nha. Bây giờ là Mi Sói hộ để cho anh em nuôi nhá. Em sẽ